Xin chào cả nhà. Trong clip ngày hôm nay, em xin giới thiệu chi tiết đến quý anh chị về giá cả cũng như là trang thiết bị option trên chiếc xe New Kia Carnival này nha quý anh chị. Thì chiếc xe này vừa ra mắt ở nhà máy thôi nha quý anh chị. Thì hiện tại bên em đang có đủ màu, đủ xe giao sẵn cho quý anh chị luôn. Quý anh chị cần màu gì, cần xe gì, cần phiên bản gì thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Em sẽ cập nhật cho quý anh chị nhé. Đây là phiên bản 2.2D Signature, là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe máy dầu nha quý anh chị. Thì con này được thiết kế hoàn toàn mới về nội thất từ mạch ga lăng, mâm cũng như là những cái trang thiết bị option ở trên xe, nó cũng được thay mới. Đó, như quý anh chị thấy. Rồi, con này hiện tại có giá niêm yết trên thị trường là 1.589.000.000. Nếu mà quý anh chị lăn bánh trong thành phố Hồ Chí Minh, nó chỉ rơi vào khoảng là 1.693.000.000 thôi nhé. Nếu mà quý anh chị lăn bánh ở tỉnh thì nó sẽ rẻ hơn một xí. Và nếu mà quý anh chị mua trả góp thì bên em sẽ bao đậu hồ sơ vay, nên quý anh chị cứ yên tâm. Rồi, em sẽ đi sâu vào chi tiết của chiếc xe. Đối với chiếc xe này thì về cụm đèn pha của xe được thay đổi mới hoàn toàn, được thiết kế theo dạng những chùm sao cho chiếc xe mình nó có ấn tượng hơn. Mặt ga lăng cũng được thiết kế mới lại, đem đến cho chúng ta cảm giác chiếc xe mình nó hầm hố hơn và nhìn nó sang trọng hơn. Ngoài ra thì xe còn được trang bị cho quý anh chị là động cơ 2.2 Smart Trim Turbo tăng áp, công suất phát ra là 199 mã lực. Đi đôi với nó là một số tự động 8 cấp nên khả năng xăng số vận hành nó cực kỳ mạnh mẽ và êm dịu nha quý anh chị. Xe thì được trang bị cho quý anh chị là camera 360 độ. Về phần đầu xe còn được trang bị thêm cho quý anh chị là hai cái cảm biến, tức là nó lên 6 cảm biến thay vì 4 cảm biến như trước nha quý anh chị. Ngoài ra thì xe vẫn được trang bị cho mình là cảnh báo va chạm phía trước. Mâm thì là mâm đúc hợp kim. Đường kính mâm của nó là 19 inch. Vỏ thì vẫn sử dụng là vỏ Michelin. Và một điểm khác nữa ở đây là cái phần đĩa phanh được thiết kế dày dặn hơn để mục đích làm chúng chiếc xe nó có hiệu quả phanh tốt hơn. Cả 4 mâm thì sẽ được trang bị cho quý anh chị là cảm biến số lốp để cho biết được tình trạng vỏ xe trước khi mình di chuyển. Rồi, một gương chiếu hậu thì gập điện chính điện và tích hợp đèn báo rẽ trên xe, và nó sẽ có camera cặp lề luôn nha quý anh chị. Một điểm mới ở đây nữa là nó sẽ có cảnh báo tránh va chạm điểm mù và cảnh báo điểm mù ở trên gương luôn. Đây là một cái điểm mới mà chiếc xe Kia Carnival trước kia chưa được trang bị. Đó là một cái điểm rất đáng ăn tiền nha quý anh chị. Một điểm mới ở đây nữa là với cái khung gầm liền khối, giảm chắn được thiết kế dài hơn, cao su giảm chắn cũng được thiết kế dài hơn để đảm bảo xe di chuyển một cách rất là ổn định. Đặc biệt là khi mà quý anh chị đi qua đường gồ ghề thì cái khả năng xe đi rất là ổn định và qua rất là êm dịu. Ghế tay ghế phụ đời chính điện và nó sẽ có là mát và sưởi ghế tay ghế phụ luôn. Về phần táp lô thì cũng có thay đổi, nó sẽ được trang bị cho quý anh chị là đèn nội thất và mình có thể điều chỉnh được màu nhé. Đây quý anh chị có thể xem lò này là Boss, âm thanh nghe rất là ấm, rất là chắc. Nếu có điều kiện thì em sẽ mời đến quý anh chị lên showroom bên em để xem xe thực tế, mình sẽ trải nghiệm nó sẽ hay hơn nhé. Đấy. Rồi, xin mời quý anh chị xuống hàng ghế thứ hai của chiếc xe này. Xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là cửa lùa hết nhé, nên là cái việc mở cửa lên xuống xe rất là dễ dàng và rất là an toàn. Ngoài ra thì nó sẽ có cảnh báo khi mà quý anh chị mở cửa nữa, để đảm bảo mình xuống xe nó an toàn hơn nha quý anh chị, cũng như là người đi trên đường á. Đấy, ở phía sau thì trang bị cho quý anh chị cổng sạc này. Ngoài ra thì về hệ thống an toàn thì chiếc xe Kia Carnival được nâng cấp lên đến 8 túi khí, tức là hơn một túi khí so với lại phiên bản trước. Đây cũng là một cái điều để chúng ta lưu ý trong cái về hệ thống an toàn. Ở hàng ghế thứ hai thì chỉnh ngã nó ra như một chiếc giường và còn có làm mát và sửa nha quý anh chị. Đó là bố trí hàng ghế đầu tiên. Đó, nhìn rất là thoáng và nhìn rất là đẹp. Chúng em sẽ cho quý anh chị đi so về chi tiết. Ngoài ra thì xe vẫn được trang bị cho mình là hệ thống điều hòa bao vùng độc lập và có dàn lạnh ở phía sau để đảm bảo tốc độ làm lạnh giữa ba hàng ghế là như nhau hết nha quý anh chị. Đấy, chung là chiếc xe này nó sẽ trang bị đầy đủ hết những option, những cái tính năng cần thiết của một chiếc xe, nó kế thừa những tính năng của chiếc Kia Carnival cũ và nó sẽ phát triển lên để đảm bảo và hài lòng cho khách hàng. Đối với phiên bản
Signature 7 ghế này thì quý anh chị sẽ có một cái luồng đi xuống hàng ghế thứ ba mà không cần phải gập ghế. Đây cũng là một cái sự thuận tiện cho quý anh chị khi sử dụng dòng xe Kia Carnival này. Ở mỗi hàng ghế thì đều có cái rèm che nắng, không phải tấm dán che làm mất thẩm mỹ của chiếc xe. Đây cũng là một cái điểm nổi trội của Kia Carnival so với các dòng xe trên thị trường. Ở số dòng xe khá thì quý anh chị phải mua những cái miếng che nắng làm chiếc xe mình nó mất thẩm mỹ đi. Và đây là cái phần đuôi xe cũng được thiết kế mới lại và nó thiết kế theo phương đứng làm cho chiếc xe mình nó mạnh mẽ hơn với cái dải đèn LED. Ở phía sau thì vẫn được trang bị cho quý anh chị là ba gam mui và vây cá mập nha. Và cánh hướng gió tạo thêm khí động lực cho chiếc xe. Ngoài ra thì chiếc xe Kia Carnival này nó cũng được trang bị cho quý anh chị là cái gạt mưa và được ẩn sau trong cánh hướng gió để tăng thêm tính thẩm mỹ cho chiếc xe. Phần đuôi xe vẫn được trang bị cho quý anh chị là 4 cái cảm biến lùi và nó sẽ thêm 2 cái cảm biến ở phía sau nữa, tức là nó sẽ là 6 cảm biến ở phía sau. Đấy. Để đảm bảo cho người lùi và đổ xe một cách là an toàn, và nó sẽ có thêm cái mới nữa là hỗ trợ cảnh báo tránh va chạm phía sau nữa. Đấy. Đây là một cái tính năng an toàn được trang bị thêm đối với phiên bản 2025 này nha quý anh chị. Đấy, càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng đẹp và càng ngày càng tiện nghi, càng ngày càng an toàn. Đấy. Và khi mà mình mở cái phần cốp này lên này, quý anh chị sẽ thấy được là phần cốp xe được thiết kế rất là rộng. Khi mà mình dựng cả ba hàng ghế lên, vẫn còn một khoảng không gian rất là lớn để mình để đồ. Mình có thể để gọi đánh gôn, để nuôi em bé hoặc là để xe lăn cho người già. Vẫn rất là ok luôn nhé. Ở mỗi hàng ghế đều có cổng sạc. Và cổng sạc này là cổng sạc Type-C thay vì cổng sạc USB như trước. Nó cập nhật theo xu hướng hiện đại bây giờ nha quý anh chị. Đấy. Và đối với phiên bản Signature, nó sẽ trang bị cho quý anh chị là hai cửa sổ trời để đảm bảo cho người ngồi lên xe khi mà mình đi ngắm biển hay là đi Đà Lạt thì nó sẽ tạo ra một cái không khí, không gian rất là thoáng nhé. Và khi mà mình chở hàng cồng kềnh cũng thể gặp hàng ghế thứ ba này xuống và để tăng cái diện tích kho hành lý này lên nha quý anh chị. Đấy. Rồi, em sẽ cho quý anh chị xem ở hàng ghế thứ nhất, ghế tài của chiếc xe. Thì bốn cánh cửa của mình sẽ lên kính xuống kính bằng một lần chạm nha. Một lần chạm. Xe sẽ được trang bị cho ghế tài mình là điều chỉnh 12 hướng và sẽ có nhớ ghế hai vị trí. Khi mình lên xe mình đề máy thì ghế sẽ tự động trượt lên trước, và mình tắt máy thì ghế mở cửa thì ghế tự động lùi ra sau. Đây cũng là một cái tính năng rất là hay trên chiếc xe Kia Carnival này. Ngoài ra thì một cái điểm mới ở đây nữa là màn hình giải trí và màn hình hiển thị đa thông tin của xe đang là 12.3 inch nha. 12.3 inch, và nó sẽ có kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Rất là hiện đại nha. Không dây luôn. Khi mình xi nhanh qua trái này, xi nhanh qua phải này, nó sẽ hiển thị trực tiếp trên màn hình hiển thị đa thông tin này luôn. Đó. Vô lăng sẽ được bọc da và tích hợp những cái nút điều khiển âm thanh. Có đầy đủ hết nha. Đấy. Nó sẽ có này bản đồ này, rồi nói chung là giao diện này thiết kế khá đẹp và khá là hiện đại luôn nha. Nó sẽ cảnh báo cho mình biết được cái đoạn đường này chạy ở tốc độ bao nhiêu. Đấy, rất là ok luôn nha quý anh chị. Và một cái điểm mới ở đây nữa là Kia Carnival đã được trang bị cho quý anh chị là gạt mưa tự động. Ngoài đèn pha tự động bật tắt theo ánh sáng và tường thích thông minh thì có thêm trang bị gạt mưa tự động nữa nha. Và nó sẽ tối giản hóa những cái nút bấm ở trên cái táp lô này. Thay vì là nó sẽ điều chỉnh bằng cảm ứng hết. Đấy. Sẽ được trang bị cho quý vị là cổng sạc Type-C và có thêm một cái cổng sạc 12V. Chìa khóa thì cũng được thiết kế mới, nhìn nó tinh tế hơn. Và đặc biệt thì con này vẫn có đề nổ từ xa nhé. Có sạc không dây. Và đây là bố trí khu vực cần số được thiết kế nhìn khá là hiện đại. Và nó sẽ có 4 chế độ lái là Normal, Eco, Sport và Smart. Làm mát, sửa ghế tài, ghế phụ. Có đầy đủ hết. Có lại chuyển số trên vô lăng luôn. Đầy đủ. Và đặc biệt, xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là giới hạn tốc độ nha. Smart Cruise Control hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường. Đấy.
Và những cái tính năng này thì rất là ok và hỗ trợ cho người dùng trong quá trình mình sử dụng, cũng như là cảnh báo người lái tập trung khi mà mình lái xe và nghỉ ngơi khi mình lái xe luôn nhé. Này, của số trời của xe này. Xe thì sẽ được trang bị cho quý anh chị camera 360 độ rất là nét. Quý anh chị chỉ cần nhấn nút và mình sẽ kiểm tra được xung quanh xe mình có vật cản gì không, để đảm bảo cho người dùng điều khiển xe một cách rất là dễ dàng. Và hiện em xin nhắc lại là hiện tại là bên em đang có đủ màu, đủ xe giao sẵn cho quý anh chị luôn. Màu đỏ này bên em cũng có sẵn, màu xanh rêu bên em cũng có luôn. Thì nếu mà quý anh chị cần biết thêm thông tin gì thì cứ nhắc máy gọi điện cho em, bên em sẽ hỗ trợ hết cho mình. Nên quý anh chị cứ yên tâm nhé. Và bên em sẽ bao đầu hồ sơ vay khi mà quý anh chị mua xe. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều ạ. Hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo.